son. Holmes, Alamos. Alamos. Cho son baby quân khóa luôn. Đây rồi, được đấy. 6 cây. Vâng, chúng ta đang có được hai con xe giò, gần đủ đồ rồi. Hai hươu một quả một voi. Hai voi đi, hai voi được không? Chúng ta sẽ phải câu voi trước rồi. Ok, sẽ câu voi trước đá hươu sau. Vì là cái bầy hươu này đang đứng ở chỗ hiểm quá, nếu như câu voi sau thì con hươu là hơi khó xử lý vì nó nhảy, nó sợ voi nó nhảy. Đủ đồ rồi, vẫn cố gắng đi dò thêm. Chỗ đầu tạm ổn, bình thường thôi, hơi xa một chút. Câu voi về. Rồi, con voi đã nằm xuống tại nhà chính của game thủ hàng bánh nhi. Thêm 7 hiêu nữa. Đây rồi, móc binh, không dò nữa. Kéo hết dân đi dò về. Hai xe dò kia sẽ đẩy đi tìm hai hướng khác nhau. Và tầm này thì chắc chắn trận này thì chúng ta sẽ phán đoán nhà đối phương sớm. Và con ngựa dò sẽ đi và nó khác bọt hơn hẳn so với trận trước. Con voi thứ hai. Như vậy là lùa bầy hươu lên phía trên à. Phía trên dường như là có cánh rừng. Xa quá nhờ. Về nhà chính hay là về với cánh rừng thì khoảng cách cũng như nhau. Nhưng nhà chính thì phải vòng qua bãi quả. Và thôi, đá về với cánh rừng là ok. Ad đầu được thiết kế tại cánh rừng dừa phía trên. Đá nhanh bầy hươu 6 này về. Tạm lại đang là 20. Xử lý nào. Bắt đầu mổ thịt. 25 dân rồi. Bài 25 dân lên đời bắn xe 2L. Có lẽ là đối đầu với Babylon thì 2L. 2L hay là 1L và chuyển cung. Thế quân này là thế quân là khắc. Là khẩn thân là khóa. Cho son rất ít có khả năng. Vâng, xoay bài. Và ngược lại Babylon thì rất đa dạng quân. Có phù tuyển. Phù chúng ta là phù tuyển nhưng mà phù chúng ta thì bị khắc chế bởi những con hỗn mã của baby. Bài là bài 4-7 hiêu. Tổng 4-7 hiêu của Hoàng Anh Nhi. Rất nhiều hiêu. Có quả phụ. 25 dân, 26 dân anh. 26 dân vậy này. Vâng, kích 8, kích 7-50. 7-50 với 26 dân. Đây là BB của game thủ hàng Mai Nhi. 12 giờ là hướng nhà của game thủ đầu 1. Vâng, đầu 1 hướng 12 giờ. BM khả năng đây luôn hoặc là BA, và BL. Tiêu vô. Đây là BL. Và cộng một dân nữa. Đã có nhà bà đạo. 13-10.
với 27, 26 cộng 1 của game thủ vàng Mạnh Nhi. Ăn vàng nào. Vâng, xử lý và hiểu luôn. Không biết thì nó một bên kia thì đánh bao nhiêu dân và đánh cái bài gì. Ăn vàng, ăn vàng, ăn vàng. Ăn bãi vàng nào, vâng, phía ngoài bãi vàng đẹp hơn. Nó một biết nhà chúng ta chưa nhỉ? Dường như là chưa thì phải, hiệp đầu tôi vẫn chưa thấy con xe giò nào của nó một. Ngược lại chúng ta đã có giò và đổi màu trên hướng 12 giờ. Mặt này khung. Vâng, như vậy đang đẩy thẳng giò lên hướng 12 giờ. Đánh cái gì? Nếu một đánh cái gì? Ăn vàng này. Không, 3 dân thôi. Có tề bắn. Đánh chém thủ phù đến từ No 1. Chúng ta sẽ chuyển cung sớm. Đang chặt gỗ chưa? Vâng, ra ruộng nào. Tìm theo đồ ăn hoang xem nó nhớ chắc chắn nó ăn hoang đấy. Ui giời, mất luôn 3 bóng ruộng. 2 bóng ruộng. Chắc chắn nó ăn hoang vì nó không có ruộng ở nhà. Đây, 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 đây. Ăn hoang bãi quả thì phải. Biết ngay mà đang bú hoang bãi quả. Chúng ta ngựa ngựa chém. Chúng ta con giò và con ngựa chém chỉ có công thôi, không có giáp. Vì chúng ta đang muốn chuyển bài sớm. Gỗ nhiều lắm. Gỗ rất nhiều bách ơi. Cố gắng giữ con giò. Vâng, bây giờ thì tiếp tục ra ruộng. Vâng, giò và con ngựa chém đang lao vào đống dân của game thủ đầu 1. Đập chết con tê hay không? Tê này tê thường, tê không giáp. Vâng, cố gắng ăn dân của đầu 1. Bánh xe có luôn ở phút thứ 14, 37. Như vậy lên đời rất sớm rồi, những kích 13 mấy thì phải. Quá sớm. Dân đầu 1 đang đứng thở rồi. Rồi, như vậy là ăn được 6 dân của đầu 1. Năm lại là 30. 1L1A và chuyển cung luôn. Đóng thêm 3 nào. Tiếp tục giật dân về ra ruộng. Cung rò đi luôn. 3 nhà thôi, sao cũng không đều đâu. Chúng ta đuổi được dân làm thực của đối phương. Như vậy là đối phương cũng sóc cũng không đều quân. Và 4 con ngựa chém chơi vào 3 con cung rò. Tiếp tục tăng A. Vâng, cố gắng sóc đều 1L. Cung A lên thành công rồi đấy. Cung rò là cung rò của Baby Don. Đội bạn thời điểm đầu ăn vàng. Nhưng mà tôi không thấy có phù. Không thấy phù. Ra 4. Ăn vàng lên ra 4. Không sao, chúng ta chuyển cung thôi. Ra 4 thì cũng gần như là phế. Chứ có là chả làm được gì. Tên đầu giữ được cung R thôi. Tăng A thêm. Rồi chúng ta mất giò. Vâng, mà quan trọng là phải sóc đều được nhà BA của mình. Tham lai là 33 của game thủ của Hoàng Anh Nhi. 3 con cung A rồi. Cung A thì nở là khá nhanh đấy. Nở có 30 giây một con thôi. Nếu tôi không nhầm thì là 30 giây. Mặt này đã khung nhưng cẩn thận bị No 1 đục e. Cho họ vào. Công thẳng bãi vàng nhỉ. Đi cung rò là rất khéo. Nhưng chúng ta ngựa chém cũng không phải là ít. Vâng, cung A đang xong. No 1 có ốp nhà chúng ta hay không hay đứng đây đốt luôn nhà e. Mi đè nha bách nha. Đóng cái nhà e đi. Xong đều quân nào. Đứng một vị trí đấu quân và vị trí đứng đốt nhà là rất hiểm. 46 dành cho game thủ Hoàng Mạnh Nhi. Bây giờ thì No 1 đang muốn ốp phòng nhà quân của chúng ta. Quân chúng ta không phải là ít. Chúng ta không xoắn tên này. Tôi chỉ sợ đội bạn không đấu thôi. Đội bạn chạy thôi. Đội bạn tận dụng cái lợi ruộng. Đội bạn không phải đấy, chỉ là cái con xe giò vào một thôi. Có phủ kìa. Tôi chỉ sợ đội bạn thì tận dụng tối đa cái lợi thế cơ động của những con cung rò thôi. Chứ đội bạn đấu thì tôi không sợ. Đóng nghe thêm ở đây để có thể bò lại. Vâng, đội bạn ăn cả vàng để sóc phù. Đội bạn nhận thấy chúng ta chuyển cung A, đội bạn sóc phù luôn. Ốp nhà nằm có vị trí ốp A được đấy. Đóng luôn BC. Ốp A luôn, chơi. Cung A đang lon ton ở phía sau. Á, à, nhiều phù. Đá như cho son nó cung A hay áo. Phải giá như người thủ đầu 1 bài yếu hơn một chút.
Bài đã một bài kích 17. Khó.